Xin chào các bạn, bây giờ mình đang ở bên Trung Quốc nhé. Mình sẽ quay review lại cái phố cổ Trúc Sơn này cho mọi người xem. Đây là cái bảng giới thiệu phố cổ Trúc Sơn ngày xưa. Chúng ta xem qua một số hình ảnh. Ngày xưa đây là một cái thương cảng lớn Trúc Sơn. Ở cái khu vực Vạn Vĩ này. Đây là cái bức tranh mô tả cuộc kháng chiến giữa nhà Thanh với quân Pháp. Thế đây là quân Pháp này, cuộc chiến đấu giữa nhà Thanh và quân Pháp. Phố cổ Trúc Sơn cũng nó cũng là một cái thương cảng lớn. Ngày xưa các cái tàu đi buôn bán trên cái khu vực biển này thì đều vào đây nghỉ ngơi, ăn chơi. Đây là một thành phố rất là sầm uất của ngày xưa. Đây là các cái nhà hàng khách sạn của Trúc Sơn. Hiện giờ thì đây là một cái địa điểm tham quan du lịch. Đây là một cái khách sạn nhà hàng ngày xưa này. Bây giờ người dân thì không sống ở đây họ làm du lịch ở đây này. Đây họ nói có một cái chùa hay cái đình này do người Việt xây dựng này. Cái đình này do người Việt xây dựng. Đây cũng có cái bức thư hay là bức sớ gì đấy. Nghe mọi người nói xưa đây là một cái thành phố, một cái thương cảng Trúc Sơn rất là lớn. Đánh nhau với cả quân Pháp bên đây. Phố cổ bây giờ rất là vắng. Mọi người tham quan ở phía đầu ngoài kia thôi, còn mình đi hẳn vào sâu bên trong này, mình quay cho mọi người xem. Hiện giờ thì thỉnh thoảng còn mình thấy đây có một cái nhà còn có người ở này, họ đi lấy củi về này. Có cái nhà này ở này. Nhà này còn có người ở. Đây đóng cửa im lìm hết.
khóa cửa han gì hết, rêu phong cỏ mọc hết rồi. Đây mình gặp một cái đoàn khách tham quan. Đây mình gặp một đoàn khách du lịch tham quan của người Trung Quốc. Phố cổ Trúc Sơn, đây là một cái ngôi nhà số 26 này. Ngày xưa đây là những cái quán ăn nhà hàng phục vụ cho các cái du khách vào phố này để nghỉ ngơi. Tàu bè cập bến là cái chốn ăn chơi nghỉ dưỡng của Trúc Sơn. Nhà hàng khách sạn ở đây, mọi người ăn nghỉ đây rồi. Nó như một cái Ma Cao của Trung Quốc, một cái cảng trung chuyển. Bây giờ người ta làm cái khu du lịch phố cổ. Cảm giác ở đây là như một cái phim trường của người Trung Quốc, họ một cái phim trường để đóng phim. Phố rất là hoài cổ. Nếu không có đoàn khách tham quan qua thì chúng ta thấy là rất là vắng lặng, như đi vào cái chỗ không người. Ngày xưa ở đây rất là sầm uất. Từ cái họ nói là từ cái thời nhà Thanh. Thời đấy mà đã xây dựng những cái khu phố như này là rất là sầm uất và hoành tráng. Các cái nhà hàng khách sạn. Vâng, Ni Hảo.
một ông cụ đi nhặt ve chai. Rất là hoài cổ. Bây giờ nhiều cái ngôi nhà cũng đã mục nát và đổ. Rất là lâu năm rồi mà vẫn còn tồn tại được như này. Đây nó cũng kiểu như thương cảng của Hồng Kông. Mọi người vào đây ăn uống rồi nghỉ ngơi để đi các nước khác. Phố cổ Trúc Sơn. Nó cũng có một cái cảng biển Trúc Sơn từ cái thời cổ đây. Nó như kiểu thương cảng Vân Đồn ở Việt Nam. Đây có một cái nhà hàng ăn uống này. Nếu mọi người có đói thì ăn uống thì vào đây. Đây mình cũng gặp một đoàn người Việt đi tham quan ở đây. Bất ngờ mình gặp một đoàn người Việt Nam đi tham quan ở bên đây. Ông làm quan trước đây đấy, rất nhiều vị quan còn to hơn ông này xuống đây để bảo vệ đường biên giới của Trung Quốc họ. Nhưng mà đều bị sát hại bằng những con chuột. Nhưng ông này là vị quan gọi là vị quan đầu tiên, cũng là vị quan cuối cùng. Quan đầu tiên cuối cùng ấy thì ông này có đức tính rất chi là tốt và rất được người lòng dân ở ngay thành phố Đông Trung Quốc, và trải qua thứ nhất là dưới sự đồng lòng của người dân thành phố Trung Quốc này, ngay được biên giới cùng ông đấu tranh nhiều năm, thế đến năm 1893 thì Trung Việt Pháp ký hiệp ước xác định lại đường biên giới. Sau khi ông mới làm xong hết, ông khi mà cũng đòi lại xong, ông bắt đầu trở về quê nhà của ông. Nhưng đến nay để tìm hiểu lại lịch sử và sự của ông thì bây giờ hầu như không còn một cái gì. Đến ngày sinh của ông không biết rõ khi nào, đến ngày mất cũng vậy. Cho cái ông là Lê Thủ Đồng ạ. Như vậy người Trung Quốc Lê, tiếng Trung là Lý Châu Thống. Lý Châu Thống đấy, Lê Thủ Đồng. Còn đằng sau của mình nhá, sẽ là đằng sau là bia đá số 1 thời nhà Thanh, chưa báo một đang trước mặt đã ghi lại Đại Thanh Khâm Châu, Khâm Châu số 1 đời nhà Thanh đấy, là vậy đấy. Cơ bia đá số 1 trong Trung Quốc thời nhà Thanh cũng tổng 33 bia đá. Còn bia đá này đầu tiên là nguyên còn nguyên vẹn đấy ạ, đến hiện nay đấy. Bia đá này được xây dựng năm 1890 và đến năm 2024 giờ này cũng là 134 năm rồi, vẫn còn nguyên vẹn. Là bia đá đầu tiên còn nguyên vẹn đấy ạ. Thì bia đá này thì kéo dài cho tổng chiều dài là 200 mét, kéo dài cho đến Bát Trang của Trung Quốc đấy ạ. Bây giờ hiện tại giờ điểm đánh dấu đây là số 1.
còn lại bây giờ bia đá đều là họ. Thứ hai là cách đây bao nhiêu 200. Tổng toàn bộ bia đá nó kéo ra dài là 32 đá là kéo dài 200 cây số. Nhưng mà bia đá là bia đá còn nguyên vẹn mà trải qua những năm tháng chiến tranh và những năm tháng gọi là để lại đấy, thì bây giờ bia đá này vẫn còn cũng ấy, nhưng mà vấn đề là cũng nó cũng giữ được cái nét văn hóa của họ được chứ, bảo tồn cái đá này bây giờ họ đóng bằng kính đấy vì là còn nguyên vẹn mà giờ không còn cái đá nào chiến thôi đá chiếm nó. Bây giờ mình hướng theo bên cạnh nhá, bây giờ mình đi sang cũng tạm đánh cả. Đây họ nói là một cái cột mốc số 0 từ thời nhà Thanh đặt ở tên cái khu vực bãi biển Vạn Vĩ này nhé, gần đầu phố cổ Trung Sơn này, Trúc Sơn. Họ đóng bằng kính. Đây là cột mốc biên giới số 1 Đại Thanh Quốc. Đây họ ghi như thế. Phong cảnh cửa sông Bắc Luân được xây dựng vào tháng 2 năm thứ 16 Quang Tự và Thanh, tháng 4 năm 1890 sau công nguyên. Sau khi kết thúc chiến tranh Trung Pháp nhằm vạch định cột mốc biên giới Trung Việt, năm 1887 Ủy ban lập mốc triều đình nhà Thanh gồm Lý Tụ Đần, ba người khác, Ủy ban Trung Quốc đấu tranh kiên quyết với thực dân Pháp, làm thất bại mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc của chúng từ năm 1890 đến năm 1893. Công tác cắm mốc biên giới đoạn Quảng Đông biên giới Trung Việt bấy giờ Đông Hưng Hoàng Thành lệ thuộc Thâm Châu Quảng Đông, hoàn thành toàn bộ trên địa bàn Đông Hưng tất cả 8 cái cột mốc biên giới Thâm Châu Đại Thanh Quốc. Cột mốc ở Trúc Sơn là cột mốc số 0. Đây là đoạn cuối sông Bắc Luân chảy ra biển. Ở cái vị trí này người ta đặt cột mốc số 0 từ thời nhà Đại Thanh Quốc. Ghi trên bia như thế. Và vì thời gian có hạn nên mình quay phố cổ một chút như thế để cho mọi người xem. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại nhé.